Trời ơi anh chàng anh em ơi. Quá trời đất chuyện anh em ơi. Con này là con cha đó nha anh em. Trời ơi con chim dễ chơi cánh. Lấy nước mía nè, nước mía cho nút nè. Hello anh em nha. Thì sáng nay cần với Tướng Anh anh em quyết tâm lên thu phục lại con chuyện hôm bữa nha anh em. Đây Tướng Anh đây đem anh em. Đó, đem một con máy anh em. Bị bữa nay là mình chơi chiến thuật mới nha anh em. Có đem thêm một con chuyền tơ nữa. Thì con chuyền tơ nó lên thế nào mình treo lên thì nó cũng ganh cội nó đá liền anh em, bảo đảm luôn. Cần chơi cần kinh, có kinh nghiệm lắm nên là cần kêu Tướng Anh đem theo con chuyền tơ lên thu phục nó. Thì cần bữa nay chỉ đi con cục đuôi thôi nha anh em. Thì còn cái con chim mà mới của cần thì cần bỏ nó lên đây nha anh em, tại vì nó đang rớt lông quá nặng rồi, đầu nó ra lông dữ lắm anh em, đi đánh thì tội nó quá. Rồi tạm biệt anh em nha, để kiếm những clip đẹp quay cho anh em coi nha anh em. Nãy giờ chạy khoảng cỡ 15-20 km rồi nha anh em, tới cái điểm xưa rồi ha anh em, để mà có con chuyền whip nè, 20-30 cây á anh em. Ráng anh em sáng đi sớm lên thu phục nè, có nhiều anh em mà nhờ bắt nó quá thì hôm nay đem theo con chuyền tơ nha anh em. Tướng Anh đang lấy ra vụ nữa ha, tại con này nó chịu đá chim mồi, quyết tâm mà nay thu phục được đó nha anh em. Thì giờ để treo lên cái này mới kích lo nó về anh em. Nè, cây xài với cây mận nè, thì nó ở khu vòng vòng đây nè anh em. Con này nó hay quá, cần đánh nó giờ cũng chưa thấy con nào mà con chuyền mà nó chơi nó chơi cánh mà cả vậy anh em. Cứ nó chuyền một bát rồi nó chơi cánh, một cái chuyền một cây nó chơi cánh, chuyền một cây nó chơi cánh. Đó thì nó khu vòng vòng nè anh em, khu cái tràm này nè, nó lên mấy cái này nè anh em. Để Tướng Anh treo chim lên đi, bắt đầu kích lo nó về đi rồi còn quay cho anh em coi ha. Nó ở vòng khu này nè, cõi nó đây nè. Nó tới nha anh em, nó tới nó thấy chuyền nè anh em. Nó đấu rồi anh em, nó thấy chuyền nó đấu miệng rồi nha anh em. Con này đá chắc. Không dám xì xịt gì anh em, cho nó vô đá cái thì bắt nó trước đi anh em ơi, là mình tính sao ha. Để công mình chạy xa mà lên lũi mình xì xì hồi cái nó nhát. Rồi. Mẹ nó kỳ vậy, rồi nó quăng máy rồi. Mày mất tiêu rồi. Nó nè anh em, sáng nay thì nó không có sung dữ. Sáng nay nó bớt sung rồi ta, nó bị gì nó bớt sung. Tối qua mưa. Mưa quá. Đây chính là chân dung của nó nha anh em. Thua nó nha anh em, kèo này chua quá rồi anh em ơi, khó ăn đó, nó hay quá mà bắt không được, nó không đeo lục anh em, nó khôn quá, nó khôn vậy nó mới còn, nhưng mà nó ngu nó vô lòng nó ở rồi, đem con máy với con chuyền mà không bắt được nó. Đó rồi sẵn Tướng Anh có con máy này bán luôn nha anh em, anh em nào mua máy gì kích chống thì liên hệ luôn nha. Gieo rừng chém dữ lắm. Nó về nữa Tướng Anh. Thôi đi về đi Tướng Anh ơi, bắt không được đâu. Rồi đi kiếm mấy kèo khác nha anh em, quay cho anh em coi là con chim này chưa bắt được nha, để nhiều khi anh em nói mình bắt được mình giấu nữa. Rồi, hẹn anh em những kèo tiếp theo. Đánh cái con chim mà cha con không được anh em về hay anh em đang ăn thì ở quán hủ tiếu nó có con chim rừng nó dữ quá, nó bu hoài lấy treo luôn nè. Đây cặp quốc lộ xe chạy quá.
bò ấy đứng phía sau cái cây á. Con bò ấy đứng đây nè. Mình bắt mấy con bò ở quán cà phê tập quá thì nó về nuôi nhanh anh em, tại vì nó dặn người sẵn rồi. Mấy con này bắt về nuôi lẻ tiếng Anh nó dạng ha. Nhân que. Kì chạy. Mày, trời ơi. Rồi đá chắc rồi. Nó căng rồi đó. Trời ơi, thiệt tình chứ. Người ta đi tới rồi. Rồi nó dạng, người ta đi dưới đất, không bay. Wow, rồi bổi luôn em, 4-5 con bổi luôn. Dính rồi trời, hụt rồi tiếng Anh. Mồi căng quá. Gì? Nó trốn không? Tiêu ra rồi. Bốn năm bổi đập hụt con chạy mất tiêu đó. Mồi nó kêu như con điên à. Nó rượt lộn, nó đá lộn ngoài chút nó quay lại à.
Không, nó về nè. Phục nó anh em, treo cho nó vô cây nó lại nữa nè. Con này lì anh em, mới đập nó quýnh ảnh cổ luôn rồi. Nay vô giường mít quá rồi chim anh em. Một bầy luôn, 4-5 con luôn. Ôi trời, hai con đu, hai con mồi luôn á Tướng Anh. Ừ, hai con hai bên. Trời ơi, cái lục này kỳ vậy. Con này con chiền, con này con chiền. Ồ, má chém luôn à. Mừng bỏ chém đó. Chuyền hay anh em, chuyền này chuyền đẹp á anh em. Tướng Anh có giật máy đây nè, Tướng Anh không có dương lục, máy Tướng Anh cũng chơi nữa anh em. Con này con chuyền lỡ, nó trổ gần sông mà nó sung lắm. Còn con bổi kia nãy đá vô đập hụt rồi nó xảy rồi nó lại đập hụt cái nó bay mất tiêu luôn rồi. Máy Tướng Anh trống mà nó cũng chơi anh em, trống nó cũng đấu mà nó không cắn nè, đấu rồi. Anh em nào có mua máy kích trống thì liên hệ Tướng Anh luôn nha, con này Tướng Anh chia đó. Con này nhà kích trống giữ, anh em mới đi giật được 1 lần rồi, chơi vậy cũng được anh em, trống mà nó cũng đấu nè. Chém 2 cây. Rồi chém cánh được lắm anh em, 2 cánh. Đâu đó nó ro quá trời.